Rồi, chào anh em, hôm nay 16 tháng 3 năm 2020, số Quốc Thắng mới về thêm được 4 bộ số rim Thái. Đúng hàng zin theo xe. Đẹp. Không lỗi lầm. Thì giá cho bộ số rim Thái đẹp này mình bán là 700 ngàn một bộ. Tất cả là hàng rã xe đang chạy bình thường. Ba anh em là không lỗi lầm. Đây là đúng số rim Thái nha anh em. À, số rim Thái anh em nhìn là biết rồi. Có cái phe đồng để báo thang mo số 1 và số 4 ha. Thì giá cho một bộ số rim Thái đẹp này mình bán là 700 ngàn một bộ. Thì có thể sử dụng được cho nhiều loại xe quay rim. Rồi cúp anh em về gắn cúp thì phải hạ cầm nhông số 1 lại. Nói chung là chơi mình sẽ hiểu để khi nào đi gắn được chiếc xe một nồi. Thì chủ yếu chính hôm nay mình nói là đúng số hàng rim Thái, hàng zin theo xe. Tất cả là số hàng rã xe đang chạy nổ bình thường. Đẹp, không lỗi lầm, không mẻ nha. Không mẻ là không có bể số gì hết. Nói chung là số tiễn hàng đẹp, càng cua rồi nguyên zin. Không khuyết, không mòn. Số nào cũng đẹp nha anh em. Thì anh em đang có nhu cầu alo em qua số điện thoại là 0933996332. Còn nói đến số rim Thái thì anh em cũng biết rồi, chất lượng miễn bàn. Số đẹp không? Rất là đẹp. 700 ngàn một bộ, hàng có sẵn đợi số Quốc Thắng mới về được 4 bộ. Nói chung là số rim Thái nó cũng là hiếm hàng chứ nó không có gọi là nhiều. À, nếu mà gọi là số đẹp thì anh em gọi là kiếm số mà số lượng nhiều cũng không có. Em thấy không, số 3, số 4 nó còn sọc luôn nè. Đó. Anh em mà chơi số á, thì quan trọng là cứ coi con số 3, số 4 á. Mà số nó còn sọc luôn á, là số đó xe chạy ít. Còn ok chất lượng. Còn cái số mà anh em mà coi số 3, số 4 mà răng mà nó bóng mỏng lên luôn. Rồi cái số đó là nó chạy nhiều lắm rồi. Khả năng mà nó bị hú số là rất là cao. Đó anh em thấy không. Số này em số 3, số 4 anh em thấy không. Quay là lúc nào con nào cũng còn sọc hết á, số còn sọc hết nha. Nhiều anh em mà mua số thì gọi là số, hỏi số còn lông mèo hay không là vậy đó. Đó, số 3, số 4 nó còn sọc luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu alo em, số rim Thái, hàng zin theo xe, giá 700 ngàn bộ, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết.